Nếu bạn đang chuẩn bị phỏng vấn online, hãy lưu ý những tiếp sau. Thứ nhất, bạn hãy nhìn cách xa màn hình máy tính khoảng nửa mét. Thứ hai, trang phục lịch sự, bạn có thể lựa chọn áo sơ mi hoặc là áo cóc cổ để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình nha. Thứ ba, lựa chọn background phù hợp. Bạn hãy lựa chọn những background có màu sáng và trơn để nhà tuyển dụng tránh bị nhiễu với các đồ vật xung quanh, ví dụ như là background văn phòng, phòng làm việc, phòng khách. Thứ tư, đừng quên giấy và bút vì nó sẽ giúp bạn sách nốt lại các ý chính trong buổi phỏng vấn và những phản hồi từ nhà tuyển dụng. Thứ năm, đừng quên check mic và camera của bạn. Hãy xem là mic của bạn có thu âm tốt hay không, camera có bị mờ hay không. Alo, alo. Thứ sáu, thực hiện phỏng vấn ở một nơi yên tĩnh sẽ giúp bạn và nhà tuyển dụng tập trung hơn trong buổi phỏng vấn đó. Thứ bảy, bạn hãy vào sớm trước buổi phỏng vấn từ 5 cho tới 10 phút. Bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn cho buổi phỏng vấn đó. Cuối cùng, việc tập trả lời trước các câu hỏi phỏng vấn sẽ giúp bạn gia tăng được tỷ lệ trúng tuyển đó. Follow Cleans Việt Nam để xem thêm nhiều video thú vị về nghề nghiệp hơn nha.